thành viên nhóm Baby Monster, Aehyun tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp của bản thân khi tiếp tục bỏ xa loạt sao nữ tên tuổi khác của K-pop. Fan nước mũi tự hào khi tiểu Jennie từ lúc debut đến hiện tại vẫn chưa hề sa sút phong độ. Theo thống kê từ Google Trend, top 3 nữ nghệ sĩ K-pop Gen 5 được tìm kiếm nhiều nhất 6 tháng đầu năm là Aehyun, nhóm nhạc Baby Monster đứng đầu top tìm kiếm. Thứ hai là Natty, nhóm nhạc Kiss Apply và xếp thứ ba là Wonhee, nhóm nhạc Elite. Cũng trong bảng xếp hạng này, ngoài Aehyun, 4 thành viên khác của Baby Monster cũng lọt top. Cụ thể, Farita giữ vị trí số 4, Asa giữ vị trí số 5, Rami giữ vị trí số 6 và Ruka giữ vị trí số 7. Một thành viên Elite khác cũng được tìm kiếm nhiều trên Google là Minju đứng vị trí thứ 8, Julie, nhóm nhạc Kiss of Life đứng vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng này. Baby Monster và Elite hiện là hai nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ 5 nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại, mặc dù không cùng phong cách, nhưng hai nhóm thường xuyên bị so sánh với nhau về mặt âm nhạc lẫn thời trang. Trong đó, Aehyun, thành viên Baby Monster nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ thần thái sang chảnh, kỹ năng hát, nhảy không thua kém các sao nữ đã ra mắt từ lâu. Còn Wonhee của nhóm nhạc Elite được yêu thích bởi vẻ ngoài trong sáng, đôi mắt to tròn đặc trưng. Tuy nhiên, Wonhee cũng như hầu hết các thành viên Elite đều không được đánh giá cao về giọng hát, trừ thành viên Minju. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh trên đường đua K-pop, nhưng các thành viên của Baby Monster và Elite lại giữ mối quan hệ khá thân thiết. Thành viên Rora Baby Monster tiết lộ cô có mối quan hệ thân thiết với một trong các thành viên Elite. "Tôi vẫn luôn cổ vũ bạn ấy với tư cách là một đồng nghiệp, nhóm chúng tôi sẽ hoạt động với phong cách của riêng mình. Trong số các thần tượng thế hệ thứ 5 có rất nhiều người nổi bật nên chúng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ không nản lòng và sẽ cố gắng tiến về phía trước với niềm tin vào các thành viên của mình", Rora nói. Còn Aehyun, khi được hỏi nghĩ sao về các thành viên Elite, cô đã có câu trả lời khá khéo léo. "Tôi nghĩ việc phát triển bản thân quan trọng hơn là cố cạnh tranh với các nhóm khác. Chúng tôi cần phải cổ vũ lẫn nhau và mang đến những hình ảnh tốt nhất." Cả hai nhóm này trước đây cũng từng bị soi có mối lương duyên đặc biệt. Cụ thể, trong tập 3 vlog của Elite được lên sóng vào tháng 5 vừa qua, công ty chủ quản Believe Lab thuộc YB đã hé lộ những khoảnh khắc gà nhà trong hậu trường show âm nhạc Em Countdown. Tuy nhiên, điều người xem chú ý nhất phải kể đến giây phút Baby Monster, nhóm nhạc cũng có mặt tại chương trình này đã luyện giọng và vang sang tận phòng chờ của Elite. Dù chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng mổ xẻ. Bên dưới đoạn clip, nhiều bình luận tranh cãi việc Baby Monster là nhóm nhạc được nhận xét có thực lực nhưng lại chăm chỉ, tranh thủ luyện giọng khi đang trang điểm trong phòng chờ. Trong khi đó, Elite, nhóm nhạc đang gây nhiều tranh cãi về giọng hát live và cả đạo nhái nhưng lại miết mải chụp ảnh và tạo content trong hậu trường. Theo dõi vlog của Baby Monster trong hậu trường Em Countdown, có thể thấy rõ không chỉ một thành viên mà rất nhiều thành viên như Rami, Asa, Aehyun, Rora đều tranh thủ luyện hát và tập luyện trước khi bước lên sân khấu. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt, khiến cộng đồng mạng so sánh tài năng thực lực cũng như sự cầu tiến của hai nhóm nhạc tân binh nhà YB và YG. Elite, nhóm nhạc với 5 thành viên bước ra từ sâu sống còn, IUNEX nhanh chóng trở thành tân binh khủng long khi ghi dấu đậm nét bởi loạt thành tích đáng nể. Thế nhưng chỉ trong khoảng 2 tháng, từ một nhóm nhạc hiện tượng, được xem là đối thủ nặng ký với nhiều girl group ra mắt cùng thời điểm, Elite đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị chỉ trích vì giọng hát live và cả ồn ào đạo nhái. Ngược lại, Baby Monster sau khi debut với đội hình 7 thành viên lại khiến cư dân mạng chia ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận xét các ca khúc của nhóm lỗi thời, cũ kỹ và MV học hỏi từ đàn chị Blackpink.